Hồi thối chẳng thể tới gần. Hãy nên nghĩ bậc quốc giác thiên hương trẻ tuổi tươi non, nhưng bị bệnh tật, quẩn thân đầu ngày, hình dạng cũng sẽ như vậy mà thôi. 4. Hãy khởi lên sự giác quan thứ tư khi trông thấy nhà vệ sinh, thẩm tưởng nhà xí công cộng bên đường phân tiểu chất chứa, những thứ trắng vàng xen lẫn ruồi nhặng dập dờn khắp nơi. Hãy nghĩ tư thái thiên kiều bá mị, mặc cho kẻ ấy tắm gội bằng nước thơm, thân sông hương xạ, nhưng sau khi đồ ăn thức uống bị tiêu hóa, cũng biến thành như vậy đó thôi. Cửu tưởng quán. Khi phép quán này thành tựu mới biết sau khi đã chết vô lượng thê thảm, đây chính là môi phương tiện để đoạn tuyệt ái dục tận gốc. Nếu ai nấy nghĩ đến khi chết, lửa dục sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Nếu kẻ ngu nghe nói đến chuyện này sẽ chau mày than thở xui xẻo, rốt cuộc sau khi trăm tuổi đều cùng vào lò hỏa thiêu, chỉ phép quán tưởng của hàng Bồ Tát chính là bến cầu to tát trong biển khổ. 1. Thứ nhất, quán người mới chết, lắng lòng quán người mới chết. Nằm ngửa, ngày đuẩn đuẫn khí lạnh thấu xương chẳng biết gì hết, hãy nghĩ cái thân tham tài mê sắc của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 2. Thứ hai, quán xanh bầm, lắng lòng quán tưởng thi hài còn chưa tẩm liệm. Từ một ngày cho tới 7 ngày, khí đen dâng tràn chuyển thành tím ngắt, rất đáng kinh sợ. Hãy nghĩ vẻ đẹp như hoa của ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 3. Thứ ba, quán máu mủ, lắng lòng quán người chết bắt đầu rạn nứt, thịt giữa nát thành mủ, sắp tuôn trào ra, gan ruột tan nát. Hãy nghĩ cái thân tuấn tú phong nhã của ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 4. Thứ tư, quán xác chết chảy nước, lắng lòng quán tưởng cái thân giữa nát, để lâu ngày nước vàng túa ra, thối không thể ngửi được. Hãy nghĩ da rẻ thơm sạch nơi thân ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 5. Thứ năm, quán trùng ăn xác, lắng lòng quán tưởng cái xác mục nát lâu ngày, khắp thân xanh trùng, đục khoét khắp chỗ, những nơi xương đốt đều như tổ ong. Hãy nghĩ cái thân của ta ví như lan phượng, trong tương lai ắt cũng như thế. 6. Thứ sáu, quán gân chẳng xương, lóng lòng quán tưởng thây nát, da thịt mòn sạch, chỉ còn gân chẳng xương, như dây buộc củi cho khỏi tàn lạc. Hãy nghĩ cái thân trộm ngọc cắp hương của ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 7. Thứ bảy, quán xương giỏi dã, lắng lòng quán xác chết gần đã nát sữa, các lóng xương vung vãi chẳng tụ lại một chỗ. Hãy nghĩ cái thân cao vời xác quý của ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 8. Thứ tám, quán thi hài bị đốt rụi, lắng lòng quán xác chết bị lửa đốt cháy có rúm trên mặt đất, chỗ sống chỗ chín mắt chẳng nỡ nhìn. Hãy nghĩ cái thân văn trường trùm lớp cõi đời của ta, trong tương lai ắt cũng như thế. 9. Thứ chín, quán xương khô, lắng lòng quán tưởng bồ mà bị phá, xương sầu quăng bỏ vương vãi, dãi nắng dầm mưa chuyển thành màu trắng hoặc mục nhũn vàng úa, người thú dày xéo. Hãy nghĩ cái thân ta tuổi trẻ chóng qua, trong tương lai ắt cũng như thế. 10 điều khuyên rằng: 1. Há nên điếm nhục kẻ xử nữ trốn khuê các, vì chuyện ấy liên lụy danh tiết cả đời người ta, họ hàng mất mặt chẳng thể che đậy, kết chắc mối oán thù chẳng thể tiêu tan. Dẫu khi lấy chồng có thể giấu giếm, nhưng chính cô gái ấy ẩn giấu nỗi sỉ nhục khó yên, oán thù đau đớn ghi tâm khắc cốt, chất chứa như núi, gánh chịu nỗi nhơ ngàn năm khôn rửa. Đấy là điều gian về gái trinh. 2. Có ai chẳng mong sống hạnh phúc đến già, đáng thương thầy, kẻ phòng không bóng chiếc, ao thơm đôi uyên ương tan tác, từ đấy trở đi chẳng còn mong chắp cánh cùng bay. Người chết chẳng còn mong mỏi chi khác, chỉ mong người phối ngẫu sẽ làm ta dạng danh. Nếu cậy thế chèn ép quá mức cuồng dại, rốt cuộc tạo thành oan gia nghiệp chướng, đấy là điều gian về quá phụ. 3. Nữ nhân ai nấy đều mong được yên bề gia thất, giữ trinh tiết, đợi được đính hôn vu quy. Tớ gái chỉ vì bị nghèo túng và khốn khó cùng phây bùa, phải làm thân tôi mọn cho kẻ khác. Chủ nhân hãy nên đối xử bằng thân tình cốt nhục như nước, đừng ngỡ họ như cỏ trước thềm, đừng tham thú vui giường chiếu mà ép uổng cưỡng bức họ, khiến cho trăm năm khó giữ vẹn thanh danh vốn có của gia tộc. Làm chuyện oan trái như thế, chỉ sợ con cháu chẳng ra gì. Đấy là điều gian về tỷ nữ. 4. Tùy chị ở kém hèn, vẫn biết hổ thẹn chẳng khác mọi người, do bị cưỡng ép không biết làm sao, phải ép mình chiều theo ham muốn dâm tà của chủ, tội ác cưỡng bức ấy sâu nặng hơn bình thường. Bọn họ đã có người phối ngẫu rành rành, ta hãy nên giữ nghiêm gia phong, trước nay đầy tớ trung nghĩa lập công huân lạ thường, đều là do cảm động vì ân nghĩa của chủ nhân,
Đấy là điều răn về chị ở. Năm, vú em đã chăm sóc con ta, ta sao nỡ chẳng vì con lại gian dâm họ. Họ đã suốt năm chẳng được hưởng tình chồng vợ êm đềm chỉ vì gia cảnh nghèo túng khó thể chịu đựng được, đành phải rời nhà làm vú em, huống hồ chồng họ còn ở lại nhà rất mong họ thủ tiết. Khi bị cưỡng dâm họ xấu hổ tự hận mình đau lòng đến mức nào. Khuyên người hãy sớm thấy thấu suốt, đấy là điều răn về vú em. 6. Kẻ nghèo túng khốn quẫn cam lòng nhịn nhục, hoàn toàn mong người có lòng nhân gìn giữ trọn vẹn cho họ. Kẻ cậy tiền tài thừa dịp họ gặp cảnh ngặt nghèo, mặc tình gian dâm tạo nên nỗi oan nghiệt suốt đời chẳng nông cạn. Nguyên nhân dẫn đến giàu nghèo bất định, tài sản tụ tán như khói, ai có thể dùng tiền mua được con cháu hiền từ, chỉ sợ đời sau khó tránh con cháu bại hoại. Đấy là điều răn về những phụ nữ nghèo. 7. Họ đã tu hành suốt thế, há nên tìm kiếm thú vui xác thịt, bại hoại giới hạnh và thanh danh của họ, chẳng đoái hoài sự thanh tịnh nơi nhà Phật, mắt thần minh thấy rõ ràng như chớp lòe. Đối với những kẻ thừa dịp sơ sót để xâm loạn, phép vua xử tội, sự trừng phạt trong chốn u minh chẳng nhẹ đâu nhé, đúng là thân đạo vào trong bẫy dập. Đấy là điều răn về Nico. 8. Có hạng kỹ nữ trốn lầu xanh, dựa cửa, chăm vẻ tà mị quyến rũ, cần biết rằng bậc quân tử yêu thân yêu gia đình, luôn dè dặt như đang cầm ngọc, luôn sợ hãi. Bọn họ vốn là hoa rơi vô chủ, ta rốt cuộc là ngọc trắng bị tì vết. Gian díu với gái làng chơi sẽ phá tán của cải, lầm lỡ chuyện xanh nhai, nhiễm phải những bệnh độc địa, chịu họa to tát. Đấy là điều răn về kỹ nữ. 9. Cưới thiếp chỉ vì mong có người nối dõi, cần gì phải có cả bầy gái tơ, phấn tráng son hồng bôi đắp trên đầu lâu, nói chung một giấc mộng xuân. Thường thấy phú ông lắm kẻ sùng ái hầu non lạnh nhạt đối với vợ cả, thường xuyên cầu lạc theo đuổi chuyện dâm tà, sẽ có ảnh hưởng đến tánh mạng rất nặng. Đấy là điều răn về hầu thiếp. 10. Nam nữ chung sống là điều tránh đáng, há nên điên đảo âm dương, ô uế sự trong sạch của người khác, khiến cho kẻ khác ngấm ngầm sỉ nhục, chính mình chôn sạch thanh danh, lãng phí tiền tài giảm thọ, lại còn tự gây tổn hại cho tánh mạng. Xin các vị hãy quay đầu nhìn lại những kẻ ấy, sẽ thấy quả báo vằng vặc chẳng sai. Đấy là điều răn về nam sắc. Sắc trì tại giới trì tại sắc phú, bài phú khuyên dân kiêng giữ sắc dục, dùng chữ trong tựa đề để gieo vần. Tình thiên lồng lộng, dục giới mịt mờ, trí huệ đã mê, si ngốc khó chuộc, cũng đều nghĩ tới vợ vợ chồng chồng, nghiêm giữ nếp nhà, chẳng dối ngõ hầu cháu cháu con, giữ nghiêm ngặt khuê môn chẳng hư bại, lẽ đâu có kẻ quét vách, chọn chẳng có mối mai ong bướm dập dờn, sao đến nỗi có gã vượt tường, đền chẳng hết món nợ uyên ương, buôn điều ác dâm xếp hàng đầu, trốn diêm phủ ắt có thêm người, trăm mối họa ương đều giáng xuống thân, không chỉ chết non bại sụi, xóa tên sổ quế, sống thì buồn xuông nơi ngõ hẻm bần cùng, chặt hết nhánh cành, chết đi mộ hoang lấy ai cúng bái. Người người nhớ kỹ trung dung, quên khuấy một kinh tránh xa sắc dục trong chín kinh, ai nấy đọc luận ngữ lào lào, không nhớ hết điều kiêng sắc từ thuở thiếu niên trong ba điều gian dạy. Huyết khí vẫn nhiều chưa định, kẻ trí người ngu, ai giữ vẹn giới sắc chẳng rời, đó chính là hòa. Tình có thể bồi bổ gần cốt, kẻ tham dâm quá đáng thể lực khôn bề chống đỡ, cậy thế bức hiếp bà quá, phá hoại danh tiết khiến người chồng đã mất khóc thầm, ôm ấp gái trinh cô dâu mới ôm nhục nghi nan, nghĩ mụ ở dễ giờ trò gian dâm, cha con cùng chung trạ, thấy chị vú dễ bề xâm phạm, độc hại há thể chữa lành, tới gái xinh đẹp thường bị vợ cả ghen tuông hành hạ, cài cặp kẻ nam sắc thói xấu long dương càng khó biết. Đầu lâu đắp thịt, riêng mê đắm kỹ nữ điên cuồng, Bồ Tát rủ mày cũng giận kẻ ô nhục ni cô thanh tịnh. Kinh truyện chép, nam nữ, nam hữu thất, nữ hữu gia và tương độc giã, trai có vợ, gái có chồng, chẳng nên khinh nhờn họ. Sách lễ ký nói, nội ngoại loạn cầm thú hạnh, tắc tất diệt chi, tắc hữu thiệt thượng sán hoa, hà đoan thố thái. Trong ngoài dâm loạn, tức là làm chuyện cầm thú, quốc gia ấy sẽ bị tiêu diệt, lưỡi mọc ung nhọt lở loét, lông mày tạp loạn lộ vẻ tà dâm. Dụ người đọa lạc núi tà, phạt ngươi trầm luân biển khổ, kẻ tự phụ văn nhân tài tử, nhiều phen thốt lời gợi thú phong lưu, khiến người nữ lâm vào cảnh oán thán, bậc trượng phu thất trí trở thành dung tục.
Tả những chuyện hò hẹn dưới trăng, bàn chuyện trong buồng the, một lời tổn thương sự hòa hợp trong trời đất, sảng bậy soạn dâm thư, muôn kiếp chịu tội, trong chốn nê lê. Diễn xuất vở tuồng dâm uế, tiếng hát nụ cười có ai nghĩ ngợi, vẽ vời tranh ảnh dâm đãng trong chốn kín đáo, phơi bày vẻ lã lồ, há kẻ nào có thể không bị vấy bẩn, say sưa ca hát khúc nhạc diễm tình, hồn phiêu đãng, phách này tàn nát. Ngụy tạo toa thuốc tiên, bổ dương thái âm, chính là đường lối dẫn vào tam đồ, há chẳng gây thêm oan nghiệt gấp cả trăm lần. Đã có lời giáo huấn vứt bỏ những khúc ca nước trịnh, hãy nên nghe theo lời ấy. Nghĩ những bài tụng nước lỗ đều không chứa lời tả vậy, những giáo huấn ấy hãy còn, sao không dứt niệm dâm chuyển thành trượng đức, không suy nghĩ hòng giữ đạo vô vi, hễ có vật, ắt sẵn phát tắc. Nghĩ đến lúc giày tay nơi vách đá treo leo, lửa dục khó hừng, hãy gấp quay đầu, nơi bờ kia, đừng đắm chìm trong làn sóng dữ, có thể sửa lỗi, phước vẫn có thể tự cầu, thiện càng có thể truyền rời, chắc chắn có thể tiêu họa chẳng lường. Kẻ áo xanh dẫn đi, hồng học sĩ tăng thêm tuổi thọ, giấy vàng gửi tới, hạng tú tài chợt đỗ đạt cao. Thoát bởi đó mà xoay chuyển cũng nhờ vào đó, báo ứng phân minh chẳng thể trốn tránh, vẫn có thể thay đổi, vãn hồi trong khoảnh khắc, tội chẳng giáng xuống kẻ sám hối. Bỗng dựa vào cõi thanh lương, chuyện phi lễ trở nên theo đuổi, bóng mền mênh mang trời đất, hãy chí thành thực hiện. Trong luân thường kỳ cương, chỉ chú trọng hiền đức, chẳng quan tâm sắc đẹp vui thú vợ con, cưới hỏi đúng lễ, ai nấy ngâm bài đào non vu quy. Đừng ham vẻ đẹp tươi non mơn mởn bên ngoài, màn loan đẹp mộng, cúi đầu vẻ mặt mơ hồ sáo phượng, lời ca mới mẻ, bóng quỷ kéo lưỡi đáng gầm. Trong tâm giàn rẻ như sắt, há vướng vào lưới phát hay sao, trên đầu chữ sắc, vốn đã chứa đao, sát cơ đã lộ. Sống ham niềm hoan lạc hữu hạn, chết chịu nỗi khổ vô cùng, có thể nhẫn, kiên nhẫn, nhẫn nại rất mực, thần phải kính phục. Thấy chuyện dâm, ý dâm, lời dâm đều ngừa trời giận, phải cự tuyệt kẻ toan dâm bôn, ngầm cầu gió mát trăng thanh, càng phải nêu cao quyết liệt, cầu khe xương sống tuyết. Đối với thú vui chồng vợ cũng trở nên ham hố quá nhiều, chuyện giường chiếu của kẻ, của người khác, há nên dễ dãi rêu rao. Kẻ khinh bạc trốn thanh lâu, thôi đừng phóng túng 3 năm, ngọc trắng không tì vết, do nhàn nhã viết thành bài phú. Nhận định bài phú này do danh sĩ xứ Việt Trung là thương nhân Bái Đình soạn. Có một đêm ông ta mộng thấy Văn Xương Đế Quân bảo, ngươi có tài soạn thơ phú, sao không soạn một bài phú giới sắc, hãy vì ta mà cảnh tỉnh người đời. Tỉnh giấc, ông ta liền viết ra bài này. Lúc đặt bút viết, dường như có thần giúp sức, từng chữ đều khít khao đúng lý, từng câu đều khiến người đọc sáng mắt kinh tâm. Nguyện bậc văn nhân tài sĩ trong thiên hạ hãy nên ngâm vịnh nhiều lượt, suy nghĩ kỹ càng. Sự chứng phước thiện án, những câu chuyện kể về được phước khi làm lành. Trong niên hiệu Tuyên Đức đời Minh, Văn Trung Công Tào Nãi thi đậu khoa thi hương, được bổ làm học chánh. Do ông không nhận chức nên được đổi sang làm chức điển sứ huyện Thái Hòa. Do bắt cướp, bắt được một cô gái giữ tại công quán, cô ta rất đẹp muốn theo ông. Ông nghiêm khắc quả, há có thể xâm phạm gái chưa chồng ư, bèn lấy giấy viết 4 chữ Tào Nãi bất khả. Tào Nãi chẳng thể đem đốt, sáng ra gọi mẹ cô ta đến lãnh về. Về sau khi đang làm văn sách trong ký thi đình, chợt có một tờ giấy bay tới rớt trước ghế, có 4 chữ Tào Nãi bất khả. Thế là ý văn dồi dào, đậu trạng nguyên. Thầy thuốc họ Trần ở Dư Hàng có người nghèo mắc bệnh nguy ngập, được ông Trần chữa lành mà cũng chẳng đòi phải đền đáp. Về sau, do đột mưa, ông Trần vào nhà ấy, mẹ chồng bảo vợ người ấy hãy ngủ với ông để báo ân. Người vợ vâng lời, đến khuya bèn mò đến chỗ ông, thưa, ngài đã cứu chồng thiếp, đây là ý mẹ chồng. Ông Trần thấy cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, cũng động tâm, tận lực kiềm chế dục niệm, tự nhủ, không thể được. Cô ta nài ép, ông Trần liên tiếp bảo, không được, ngồi đợi trời sáng. Cuối cùng gần như chẳng thể kiềm mình được, lại hô to 2 chữ. 2 chữ không thể, quá khó. Trời vừa rạng sáng bèn bỏ đi. Ông Trần có đứa con đi thi, quan giám khảo lại bỏ bài văn của nó. Chợt nghe có tiếng hô, không thể. Khêu đèn đọc lại, lại gạt bỏ. Lại nghe có tiếng hô liên tiếp, không thể. Cuối cùng quyết ý lại bỏ, chợt nghe có tiếng hô. 2 chữ không thể, quá khó, liên tục không dứt. Do vậy bèn cho đậu. Sau khi yết bảng công bố kết quả, quan chủ khảo bèn gọi nó đến hỏi nguyên do.
đứa con ấy cũng chẳng hiểu. Trở về kể với cha, cha bảo: đấy là chuyện lúc ta còn trẻ, không ngờ trời báo đáp ta như thế. Phùng Thương tuổi đã trung niên chẳng có con, vợ thường khuyên chồng cưới thiếp để sanh con trai. Về sau trên đường lên kinh đô, ông mua một người thiếp, đã ký xong bằng khoán giao tiền hỏi tên tuổi cô ta. Cô ta nức nở không đáp được, cố gạn hỏi cô đáp: do cha thiếp nhận chuyển giao hàng hóa cho quan phủ bị thất thoát mà mắc nợ, phải đem thiếp bán đi để lấy tiền trả nợ. Ông Phùng thương xót, lập tức trả cô ta về với cha, chẳng đòi tiền lại. Khi trở về, vợ hỏi người thiếp đâu rồi, ông kể cặn kẽ nguyên do. Vợ bảo ông dụng tâm như thế, lo gì không con. Mấy tháng sau vợ hoài thai. Buổi tối hôm vợ ông sắp sanh, người trong làng đều thấy tiếng trống tiếng kèn rộn rã tuyên bố đưa Trạng Nguyên tới nhà họ Phùng sanh con trong ngày hôm ấy, tức là Phùng Kinh. Về sau Phùng Kinh đỗ Tam Nguyên làm quan tới chức thái tử thiếu sư, rồi làm tể tướng quan chức rất vinh hiển. Đời Minh ông tôn kế cao ở Vô Tích dạy học tại một nhà nọ. Bà chủ sai cô hầu gái biếu thầy một chén trà, trong chén có bỏ một chiếc nhẫn vàng. Ông tôn giả vờ không biết, bảo cô hầu gái dọn đi. Đêm đến cô hầu đến gõ cửa bảo bà chủ đến đấy. Ông vội lấy một tấm ván lớn chặn cửa không cho vào. Ngày hôm sau xin về, người khác hỏi nguyên do, ông đáp học trò không thể dạy được. Chọn chẳng lộ chuyện ấy, về sau ông tôn đỗ Trạng Nguyên, con cháu quý hiền. Cha ông Châu Toàn ở Ôn Châu, đông con nhà nghèo, hàng xóm giàu có không con, sai người thiếp xin giống. Đêm đến, mời cha ông Châu Toàn uống rượu, người chồng già vừa say lui ra, người thiếp ra bồi tiếp nói rõ nguyên nhân. Cha ông Toàn kinh ngạc, vùng đứng dậy nhưng cửa đã đóng, bèn vung tay viết lên không trung rằng muốn truyền thuật gieo giống lại sợ thần trên trời. Xoay mặt vào vách không gõ ngàng tới người thiếp ấy, năm Ất Mão niên hiệu chánh thống, ông Châu Toàn thi hương trúng tuyển thái thú năm Mậu, thấy đón tiếp vị tân Trạng Nguyên tức là ông Châu Toàn trên cờ hiệu để chữ lớn muốn truyền thuật gieo giống lại sợ thần trên trời. Quan thái thú chẳng đoán được nguyên do. Quả nhiên ông Toàn đỗ Trạng Nguyên vào năm Bính Thìn, thái thú chúc mừng, nhân đấy kể lại chuyện đã thấy trong mộng. Cha ông Toàn thưa, đấy là câu nói do lão phu đã viết lên khung trung vào 20 năm trước, còn tên họ của người trong chuyện chọn chẳng nói ra. Đời Minh ông Lục Công Dung ở Thái Thương, dáng dấp rất đẹp đẽ, vào năm Thiên Thuận thứ 3, 1459, đi thi ở Nam Kinh. Trong quán trọ có nữ nhân nửa đêm đến chỗ ông ngủ toàn tàng tiệu. Thoạt đầu ông viện cớ mắc bệnh hẹn đêm sau, cô ta lui ra, ông bèn làm thơ rằng phong thanh nguyệt bạch dạ song hư, hữu nữ lai quy tiếu độc thư, dục bà cầm tâm thông nhất ngữ, thập niên tiền dĩ bạc tương như. Song thừa gió mát trăng thanh, cô gái ngấp nghé nghêu tranh, trêu anh học trò mượn đàn toát những hẹn hò, 10 năm trước đã phụ phàng tương như. Đợi đến sáng ông mượn cớ rời khỏi, mùa thu năm ấy đi thi. Trước đó cha ông nằm mộng, thấy quan quận thủ tặng cờ tấm kèm thêm một đội trống kèn, trên tấm biển ấy để 4 chữ Nguyệt Bạch Phong Thanh. Người cha nghĩ là điềm báo con thi đậu, viết thư gửi cho ông. Ông càng thêm dè dặt, về sau đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tham chánh. Ở Tỳ Lăng có một ông là Tiền, làm việc thiện nhưng không có con nối dõi. Trong làng có cụ dụ bị kẻ có thế lực giết nợ, bị gông xiềng giam cầm vợ con đáo rét, xin vay tiền ông. Ông trao tiền đúng số, chẳng giữ bằng khoán mượn nợ. Chuyện được giải quyết, cụ dụ dẫn vợ con đến cảm tạ, bảo vợ ông Tiền thấy con gái của họ xinh đẹp, muốn mua về làm thiếp. Vợ chồng ông dụ hoan hỉ, ông Tiền bảo thừa dịp người ta gặp khó khăn tức là bất nhân, ý ta vốn làm lành, kết cục trở thành chuyện để thỏa dục tức là bất nghĩa, ta thả không có con, quyết chẳng dám phạm. Vợ chồng ông dụ khóc lóc bái tạ lui về. Tối hôm ấy vợ ông Tiền nằm mộng, thấy có vị thần bảo chồng bà âm đức rất trọng, sẽ ban cho đứa con quý. Năm sau quả nhiên sanh một trai, đặt tên là Thiên Tứ. Vào năm 18 tuổi, Thiên Tứ liên tiếp đỗ đạt làm quan đến chức ngự sử. Trầm Đồng ở Quy An có tên tự là Quán Di, nhà nghèo. Người anh trong họ là Tốn Châu giới thiệu ông đến nhà xui ra dạy trẻ vỡ lòng. Nhà ấy mẹ quá còn thơ, một đêm bà quá đến dụ dỗ ông làm chuyện chìm chuột. Trầm Đồng nghiêm khắc cự tuyệt.
Ngày hôm sau liền tử tạ trở về. Bà quá sợ lộ chuyện, sắm sửa lễ vật, văn nài trầm đồng trở lại dạy học. Lại thúc giục Tốn Châu mời dùm mấy lượt, ông đều chẳng nhận lời. Tốn Châu vặn hỏi nhiều lần, ông đồng chọn chẳng hé môi, chỉ nói bất tiện mà thôi. Năm sau trầm đồng đỗ đạt làm quan tới chức tuần phủ. Vương Chí Nhân là thương gia ở tỉnh An Huy, đã 30 tuổi không có con, có thầy bói nói vào tháng 10 này ông sẽ gặp đại nạn. Ông Vương vốn hết sức tin tưởng tài bói toán của người ấy, do vậy vội vàng sang Tô Châu kiểm điểm sổ sách để mau chóng quay về quê nhà. Buổi chiều ngẫu nhiên tản bộ thấy một phụ nữ gieo mình xuống nước, ông Vương vội lấy 10 lạng bạc gọi thuyền trài cứu lên, hỏi nguồn cơn. Cô ta đáp: chồng tôi làm công sống qua ngày, tôi nuôi lợn bán lấy lời, hôm qua đem bán không ngờ bị trả toàn là bạc giả, sợ chồng trở về trách mắng, không muốn sống nữa cho nên toan tìm cái chết. Ông Vương thương xót bù tiền đầy đủ. Cô ta trở về kể với chồng, chồng không tin, bèn cùng với vợ tới chỗ ông Vương hỏi han. Ông Vương đã ngủ, bà vợ gõ cửa gọi to: người đàn bà gieo mình xuống nước đến cảm tạ. Ông Vương sẵn giọng quát: ngươi là thiếu phụ, ta là người khách lẻ loi, đêm khuya làm sao gặp gỡ cho được. Người chồng run sợ thưa: vợ chồng tôi cùng có mặt. Ông Vương bèn khoác áo ra tiếp. Cửa vừa mới mở, bỗng tường đổ sụp, chiếc giường ông đã nằm bị đè nát vụn. Vợ chồng người ấy cảm thán từ biệt. Sau đó ông trở về nhà, thầy bói gặp mặt hết sức kinh hãi, bảo khắp mặt ông hiện toàn nét âm chất, ắt là ông đã từng cứu mạng người khác, sau này phước sẽ chẳng thể lường được. Về sau ông sang đến tiếp 11 đứa con, thọ đến 96 tuổi vẫn khỏe mạnh. Dương Hỷ Trọng đời Tống là người huyện Tân Tân, lúc còn hàn vì ngồi dạy học tại một nhà giàu ở thành đô. Tại nhà giàu ấy có một người thiếp xinh đẹp, tự phụ tài sắc, tới chỗ ông ở để là lời chọc ghẹo. Hỷ Trọng nghiêm mặt cự tuyệt, và ông Hỷ Trọng nằm mộng thấy thần bảo chồng bà ở một mình nơi đất khách, trong chốn phòng kín chẳng dám khinh nhờn, sẽ đỗ đạt đứng đầu nhiều người, hồng tỏ rõ thiện báo. Năm sau quả nhiên ông Dương đỗ đầu tình tứ xuyên, Hiếu Liêm họ Trình ở Huy Châu, nhà ở bên một con suối nhỏ, cây cầu gỗ bắc qua suối rất hẹp. Có một cô gái đến thăm người thân, đi qua đó trượt chân rơi xuống nước, Hiếu Liêm sai người cứu lên, sai vợ hong khô quần áo. Trời đã tối cô ta không thể trở về, lại bảo vợ ngủ chung với cô ta. Hôm sau đưa cô ta về nhà mẹ. Bố mẹ chồng sắp cưới của cô ta nghe tin không vui, bảo con dâu chưa qua khỏi cửa đã ngủ đêm tại nhà người ta, chẳng phải là hạng gái tốt đẹp, sai bà mối tử hôn. Hiếu Liêm nghe tin đích thân đến đó, tận lực khuyên nhủ khiến cho cô ta được thành hôn. Chưa đầy một năm chồng chết, để lại đứa con trong bụng vợ. Từ đấy bà quá dạy con đọc sách dưới đèn, thường ứa nước mắt nói: nếu con thành danh đừng quên ơn của ông Hiếu Liêm họ Trình. Đứa con ấy còn bé đã đỗ đạt, năm Bính Thìn đi thi hội, mỗi khi viết xong một bài át đều đọc to lên, vỗ bàn đắc ý. Sau đấy bỗng hòa khóc ầm ĩ, kéo sao Hiếu Liêm ở trong lều thi gần đó vội hỏi nguyên cớ. Thiếu niên đáp: bảy bài văn đều tuột bậc đắc ý, chẳng ngờ bụi đèn rơi xuống đều đốt thủng quyển chép bài thi, ắt sẽ bị loại bỏ, cháu khóc là do lẽ ấy. Ông Trình nói: tiếc cho bài văn hay trở thành vô dụng, nếu chịu cho tôi chép lại thi đậu tôi sẽ hậu tạ. Thiếu niên bèn trao quyển thi cho ông Trình chép, quả nhiên ông đỗ tiến sĩ. Sau khi yết bảng, thiếu niên đến chỗ ông Trình đòi báo đáp. Ông Trình rót rượu mời uống, do đó thiếu niên hỏi: ngài có âm đức gì chăng, do văn chương của tôi mà thành danh? Ông Trình tự xét lại đời mình chẳng có âm đức chi khác. Thiếu niên cố gạn hỏi không ngừng. Thật lâu sau ông Trình kể chuyện trước kia đã từng cứu một người nữ. Thiếu niên quỳ mọp xuống đất lạnh thưa: tiên sinh là đại ân nhân của mẹ cháu, dám đòi báo đáp ư? Nhân đó kể lại lời mẹ thường khóc kể trước đèn, và coi ông Trình như là thầy mình. Hai người bèn kết xui ra. Tử Ngang là người xứ Dương Châu, đi thi hội vào mùa xuân. Trong kinh thành có thầy bói họ Vương đoán quẻ phần nhiều rất đúng. Ông Tử đến xem bói, ông Vương bảo: tướng ông không có con biết làm sao được. Về sau ông Tử thi đậu làm quận thủ Tây An, trên đường mua được cô gái rất xinh đẹp làm thiếp. Ông Tử hỏi han dòng dõi, cô ta đáp: cha tôi là ông Ích, làm quan sứ nọ, mất vào năm nọ, vào năm đói kém tôi bị kẻ cường bạo bắt đem bán tới đây. Ông Tử hết sức thương xót liền đốt bằng khoán, chẳng lấy cô ta làm thiếp.
đến chỗ chấn nhậm sắm sửa đầy đủ của hồi môn, chọn người đàng hoàng để gả. Mãn nhiệm trở về kinh, ông vương trông thấy kinh hãi nói: tướng ông khác hẳn, khác mặt toàn là tướng có con cái, lẽ nào chẳng phải là do âm đức gây nên ư? Chẳng lâu sau, người tiểu thiếp của ông sanh đến tiếp 5 đứa con. Diêu Tam Cửu vốn họ Biện, học rộng, giỏi thơ văn, ngồi dạy học tại nhà họ Hoài, có cô gái thường lén nhỏ ngó, ông Biện tỉnh bơ chẳng ngó ngàng tới. Một hôm ông phơi giày ngoài sân, cô gái viết thư bỏ vào đó. Nhận được thư, ông Biện miệng cớ từ tạ quay về. Viên Di Hạnh viết thư thăm dò, trong thư có kèm một bài thơ có những câu ngụ ý châm chọc như sau: nhất điểm trinh tâm kiên phi thạch, xuân phong đào lý mạc tương sai, một tấm lòng trinh bền tựa đá, gió xuân đảo mận chẳng thèm ngờ. Ông Biện viết thư trả lời, cực lực biện định hoàn toàn chẳng có chuyện trăng hoa ấy. Viên Di Hạnh trịnh trọng viết lên phong bì của bức thư ấy như sau: đức hết sức sâu dày, con cháu ắt hương thịnh, về sau con ông Biện là Kham, chắc là Tích đều đỗ tiến sĩ. Lâm Tăng Trí là người Ôn Châu thờ Phật giữ giới, một hôm mộng thấy bảng trời, thấy để tên mình đỗ thứ 10, dưới đó viết 6 chữ: bất sát bất dâm chi báo, quả báo do chẳng giết chẳng dâm. Năm Mậu Thìn quả nhiên ông đỗ hạng 10. Hà Trừng do làm nghề y mà nổi tiếng, có người họ Tôn ở cùng quận mắc bệnh đã lâu chẳng lành, mời ông Trừng đến chữa trị. Vợ người ấy ngầm nói với ông Trừng: chồng tôi bị bệnh đã lâu, của cải đã bán sạch hết rồi, xin tem thân tôi đè đèn đáp tiền thuốc. Ông Trừng nghiêm mặt từ chối: sao bà lại hộ đồ nói như vậy, nhưng hãy yên tâm đừng lo, ta sẽ chữa trị cho chồng bà, đừng dùng chuyện ấy làm xấu ta cũng như ô nhục chính mình. Vợ người ấy hổ thẹn cảm kích lui ra. Đêm ấy ông mộng thấy có vị thần dẫn đến một tòa công thự. Vị chủ tòa công thự ấy bảo: người làm nghề y có công, lại chẳng do người ta gặp cảnh ngặt nghèo mà dâm loạn phụ nữ của kẻ khác, ta tuần theo sắc chỉ của thượng đế, thưởng cho người một chức quan tiền 5 vạn đồng. Chẳng lâu sau thái tử bị bệnh, hoàng đế hạ chiếu với Hà Trừng, vời Hà Trừng đến chữa trị. Thái tử lành bệnh, vua ban thưởng chức quan và tiền bạc đúng như giấc mộng. Cha của Cao Thượng Thư ở Dương Châu buôn bán khắp một giải Nam Kinh và Hán Khẩu, ở nơi quán trọ thường người thấy mùi hương an tức ngát mũi. Một hôm bỗng thấy một vệt kẽ hở nơi vách tường, ông dòm qua kẽ hở thấy cô gái đang ngồi một mình. Hôm sau ông hỏi thăm chủ nhân, hóa ra cô ấy là con gái ông ta. Hỏi sao không gả đi, ông ta đáp chọn rể khó lắm. Vài hôm sau ông tìm kiếm được một chàng rể, bảo chủ nhân: tôi thấy chàng X ở hàng xóm rất được, muốn đứng ra làm mai, ông thấy thế nào? Chủ quán trọ đáp: ý tôi cũng nghĩ thế, nhưng nhà đó nghèo nàn. Ông bảo không sao đâu, tôi sẽ cho họ mượn tiền chi phí hôn lễ. Bàn xong chuyện cưới gả còn tặng nhà ấy mấy chục lạng bạc để lo liệu tốt đẹp hôn sự. Trở về, mộng thấy thần nói ông vốn không có con, nay ban cho ông một đứa, có thể đặt tên là Thuyên. Năm sau quả nhiên sanh một trai, về sau Thuyên đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức thượng thư. Trương Sanh Trầm Loan ở Tùng Giang tuổi đã trung niên vẫn chưa có con nối dõi, nhà nghèo phải đi làm gia sư. Một đêm trở về nhà gặp mưa, cửa đã đóng, nghe trong nhà có tiếng gái tơ, hỏi vợ vọng qua cửa thì ra là con gái nhà hàng xóm. Do thấy vợ ông ta quạnh quẽ nên đến bầu bạn, ông Trầm dặn vợ đừng mở cửa, đội mưa lánh đi, ngủ tại đạo quán. Trong đêm ấy mộng thấy thượng đế trao cho sợi tơ 2 màu, tỉnh giấc thì mới là giờ Tí. Thấy trong điện thờ 4 phía sáng rực, 5 sắc chói mắt, chính là vì mây tan trăng chiếu vào điện thờ khiến mọi vật rực rỡ. Từ đấy ông sanh liên tiếp 2 đứa con, trưởng là Văn Hệ, thứ là Khả Thiệu, nối tiếp nhau đỗ đạt. Đời Thành Thái Khải Truyền ở huyện Đức Thanh, thoạt đầu đi thi hương, khi ấy không có con, vợ dành riêng 30 lạng để mua một người thiếp. Đón người thiếp về, ông cô ta cứ khóc mãi không thôi. Ông hỏi nguồn cơn, cô ta thưa chồng tôi do mắc nợ trong quân doanh cho nên đến nỗi này. Ông bèn đi suốt đêm, đi đến nhà chồng cô ta, bảo người nhà của anh ta: tôi sẽ vì mấy người giải quyết chuyện này, nay tôi không thể về, hễ về thì tâm tư lẫn hành vi đều không minh bạch. Đợi đến khi người lính từ quân doanh trở về, ông Thái nói cặn kẽ nguyên do của người đó, bảo ông lấy giấy nợ ra đây tôi sẽ trả tiền. Ông bèn sai người đem kiệu rước người vợ trả lại cho chồng, tặng họ 30 lạng bạc. Về sau phu nhân liền sanh con, năm Canh Tuất 1670 đời Khang Hy, ông thi đậu.
Đời Minh, Văn Chánh, Công Tạ Thiên thuở trẻ ngồi dạy học tại nhà nọ ở Tỳ Lăng, có cô gái thừa dịp cha mẹ đi vắng đến dụ dỗ ông Tằng Tịu. Ông khuyên can, phụ nữ chưa lấy chồng mà đã thất thân với người khác sẽ bị điếm nhục suốt đời, sẽ khiến cho cha mẹ, chồng, họ hàng đều bị mất mặt. Ông nghiêm mặt cự tuyệt, cô gái ấy hổ thẹn rút lui. Ngày hôm sau ông lập tức từ tạ xin nghỉ dạy. Về sau vào năm Ất Mùi 1475, trong niên hiệu Thành Hóa, ông Đỗ Trạng Nguyên làm quan tới chức thừa tướng, con là Phi làm quan đến chức thị lang. Phí Du là người đất thuộc Tứ Xuyên lên kinh đô thị hội. Vào lúc trạng vạng, một người đàn bà tới hít bảo: "Tôi là con nhà buôn vải vóc, sau khi xuất giá chồng chết nghèo hèn không trở về được, xin theo nương cậy ông." Ông Phí nói: "Ta chẳng muốn phạm tội phi lễ, sẽ mời cha người đến đón, cho người hỏi dò cha người ấy khắp nơi, cho biết tình trạng của nữ nhân ấy." Cha cô ta khóc lóc cảm tạ, đem con gái về. Ngay trong năm ấy, ông Phí thi đậu làm quan đến chức thái thú. Ông Cận ở Trấn Giang đã 50 tuổi mà không có con, dạy trẻ vỡ lòng tại huyện Kim Đàn, thấy con gái nhà hàng xóm khá xinh xắn, vợ ông liền bán thoa xuyến mua về làm thiếp. Ông trở về nhà bảo vợ bày rượu trong phòng, bảo ông: "Tôi đã già chẳng thể sanh nở, nàng này khá hiền lành, chắc có thể sanh con nối dòng cho nhà họ Cận." Ông cúi đầu đỏ mặt tía tai, bà vợ cho rằng mình có mặt thì chồng sẽ ngần ngại, bèn đi ra đóng chặt cửa lại. Ông bèn leo qua cửa sổ thoát ra, bảo vợ: "Ý bà tốt lành, nhưng tôi thường bồng bế cô ta thuở bé, luôn mong cô ta sẽ được gả vào chỗ đàng hoàng. Tôi đã già rồi lại còn lắm bệnh, chẳng thể làm nhục cô ta được." Bèn trả cô ấy về. Năm sau bà vợ sanh ra Văn Hy Công, 17 tuổi đã động giải nguyên. Năm sau Đỗ Nghè, về sau Văn Hy Công là một vị tể tướng hiền đức. Thư sinh họ Tào ở Tùng Giang đi thi, ở quán trọ, có người đàn bà tìm đến dụ dỗ. Ông Tào kinh hãi, vội chạy sang chỗ khác tá túc. Đi nửa đường thấy có ánh đèn dẫn đường, dẫn vào một tòa cổ miếu. Nghe đánh trống thăng đường, ông Tào phủ phục trước miếu. Nghe trong điện thờ sướng danh những người được ghi tên trong bảng tân khoa. Tới người thứ sáu lại có nha lại bẩm rằng: "Ông Ích gần đây làm chuyện sai trái, thượng đế gạch tên, hãy nên bù người nào vào." Thần nói ông Tào ở Tùng Giang chẳng hành dâm với người đàn bà ở quán trọ, là bậc chánh khí, đáng thêm tên vào. Nhà này bèn thêm tên ông Tào vào. Ông Tào nghe phán bảo như vậy, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Quả nhiên về sau Đỗ thứ sáu. Đời Mình tại Chiết Giang có viên chỉ huy sứ mời thầy đến dạy con. Thầy bị bệnh, con đem mền đắp cho thầy, đổ mồ hôi, vô ý cuộn theo cả chiếc hài của mẹ làm rớt dưới giường của thầy. Thầy lẫn trò đều không biết, chỉ huy sứ trông thấy bèn nghi ngờ và hỏi vợ, vợ chẳng nhận. Bèn sai đứa tớ gái giả vờ vâng lệnh vợ đến mời thầy, cầm đao chờ sẵn sau đó, hễ thầy mở cửa sẽ giết ngay. Thầy nghe tiếng gõ cửa hỏi chuyện gì, đứa tớ gái thưa, bà chủ cho mời thầy. Thầy nổi giận quắc mắng đứa tớ gái không chịu mở cửa. Chỉ huy sứ lại ép vợ mình đích thân đến mời, thầy vẫn kiên quyết cự tuyệt, bảo: "Tôi được ông Đông mời về, há lén nút làm chuyện xấu xa ư, xin hãy mau quay về, chọn chồng mở cửa." Viên chỉ huy sứ mau chóng nguôi giận. Hôm sau, thầy xin thôi dạy. Viên chỉ huy sứ cảm tạ thưa, tiên sinh đúng là bậc quân tử, rồi mới kể lại chuyện ấy để tạ tội. Ngay trong năm ấy, thầy thi đỗ làm quan to. Ông Lâm Mậu Tiên ở Tín Châu, tài học hơn người, đã được chọn đi thi hương. Nhà hết sức nghèo, đóng cửa đọc sách. Vợ một tay hàng xóm rất giàu, chán ghét chồng thất học. Riêng hâm mộ tài danh của Mậu Tiên, ban đêm tìm đếm toàn trùng trạ, Mậu Tiên của trách, nam nữ khác biệt, lễ pháp chẳng dung, trời đất quỷ thần, la liệt, đông kín, há có thể ô nhục ta ư. Bà ta hổ thẹn lui về. Năm sau Mậu Tiên thì đậu, ba đứa con trai đều đậu tiến sĩ. Đời Thanh, ông Viên ở Thiểm Tây, do giặc sấm Lý Tự Thành giấy loạn, cha con thất lạc trôi nổi ngụ tại Giang Nam, muốn cưới thiếp sanh con. Vừa mua được vợ, rước về nhà ông Viên, cô ta xoay lưng về ánh đèn khóc lóc. Ông Viên gạn hỏi cô ta đẹp, cô ta đáp chẳng có gì khác, chỉ vì trong nhà đói nghèo, chồng muốn tìm cái chết, cho nên thiếp bán thân để chồng được sống. Thiếp nghĩ tới vợ chồng tình sâu nghĩa nặng trước nay, vì thế khôn ngăn đau thương vậy. Ông thường xót xoay lưng ngồi đợi sáng. Ngoài số tiền bán thân ra còn tặng thêm 100 lạng trả người vợ cho chồng, bảo họ hãy buôn bán. Vợ chồng họ khóc lóc ra đi. Về sau họ muốn tìm một cô gái chưa chồng tặng cho ông Viên để sanh con, nhưng tìm đã lâu chẳng được.
Ngẫu nhiên tới Dương Châu, gặp một người đem một đứa bé khôi ngô muốn bán, do vậy họ bàn riêng với nhau. Ta chưa tìm được cô gái nào, trước hết hãy mua đứa bé này, về hầu hạ ông Viên có gì là không được. Bèn mua lấy vừa xong tặng nó cho ông Viên. Ông Viên nhìn kỹ, thì ra là đứa con đã bị thất lạc. Báo ứng thần kỳ như thế đó. Đời mình Văn Định Công Lục Thụ Thành là người xứ Vân Gian, năm Tân Sửu. Ông lên miền Bắc, khi ấy quận thủ là Vương Công Hòa nằm mộng thấy trong sân của miếu Thành Hoàng có nhiều cây to, đều vang ra tiếng tán thán ông ta là bậc thiện sĩ. Do vậy bố gọi bố vợ của ông ta là ông Lý đến hỏi thường ngày Thụ Thanh đã làm những việc thiện nào. Ông ta thưa không biết rõ, chỉ biết Thụ Thanh đối với chuyện tà sắc chẳng cầu thả mà thôi. Về sau Thụ Thanh đỗ đầu kỳ thi hội, còn là Ngạn Chương đậu tiến sĩ vào năm Kỷ Sửu. Đường cao, thuở trẻ đọc sách dưới đèn, có cô gái là nơi chỏng kẹo xé giấy dán cửa sổ. Ông dán lại xong xuôi để thơ rằng: đào trì song dung dị bổ, tổn nhân âm chất tối nan tu. Dán giấy xong xé rồi dễ vá, tổn đức người há dễ đền bù. Về sau một vị tăng đi qua cửa nhà ấy, thấy có một tấm biển để chữ Trạng Nguyên, hai bên treo hai ngọn đèn, trên đèn viết hai câu ấy, lấy làm lạ hỏi han. Sau này quả nhiên đường cao đỗ Trạng Nguyên. Đời mình Trương Úy Nham ở Giang Âm nằm mộng thấy mình tới một tòa nhà cao, tìm được một danh sách ghi tên người đỗ đạt, trong ấy có nhiều dòng bị bỏ trống. Hỏi người bên cạnh, họ bảo đấy là danh sách người dự thi năm nay. Hỏi vì sao nhiều tên bị bỏ trống, đáp thi cử thì cứ 3 năm khảo hạch đức hạnh một lần, phải là kẻ tích đức không lầm lỗi thì mới có tên. Những chỗ bị khuyết là tên của những kẻ được ghi tên từ trước, do gần đây mới phạm lỗi nên bị xóa tên. Người ấy chỉ vào một hàng sau đó bảo: ông bình sinh chẳng có dâm nghiệp, có lẽ sẽ được ghi bổ sung vào đây, hãy nên tự biết tự thương xót mình. Khoa thi năm ấy quả nhiên đỗ hạng 105. Đời mình thư sinh họ Tôn ở Ninh Ba, nhà nghèo, đi dạy vỡ lòng cho trẻ, suốt năm chẳng qua là được trả mấy lạng bạc. Về sau mất chỗ dạy học, bèn ở nhờ nhà họ Trương ở đường Tây, sao chép sách vở để lấy tiền công sống qua ngày. Đứa tớ gái nhà ấy chờ đêm thâu tìm đến rủ dê chim chuột, ông nghiêm khắc cự tuyệt. Đứa tớ gái bèn gian díu với một thầy giáo khác cùng sống trong nhà ấy, đến tuyết đoan ngọ ông giáo ấy xin thôi dạy học vì bị sanh ghẻ lở trị mãi không lành. Ông được cử làm gia sư để thay thế. Về sau gặp người chú tại cửa sông, người chú bảo do con ta bị bệnh, ta cầu đảo Thành Hoàng, đêm nằm mộng thấy Thành Hoàng ngồi trên điện, gọi nhan lại đem sổ ghi tên kẻ đói rét ra sửa. Người hầu đọc tên để thần xem xét, đọc hơn mười mấy tên, tới tên của cháu ta ngầm hỏi nhan lại họ Tôn do duyên cớ gì mà được sửa chữa. Nhà lại đáp người này năm 46 tuổi, lẽ ra phải bị chết đói trong khi lưu lạc bên ngoài, do đêm 18 tháng 4 năm nay cự tuyệt ả nọ dụ dỗ làm chuyện dâm buôn, vì vậy được tăng thêm tuổi thọ 2 kỷ 24 năm, sửa thành được ghi tên trong sổ hưởng lộc. Ta rất mừng cho cháu vậy. Về sau ông được người theo học càng đông, mỗi năm thu được hơn 100 lượng bạc. Đến năm ông 46 tuổi, nhằm đúng năm vạn lịch 36, năm 1608, giá gạo vọt lên rất cao, người chết khá đông nhưng ông vẫn dư giả. Đến khi con ông đã trưởng thành, nhà đã giàu to, đến tuổi cổ hy 70, ông không bệnh tật mà mất. Văn Hy Công Đào Đại Lâm lúc 17 tuổi dung mạo đẹp đẽ đi thi hương, ở chỗ trọ có cô gái hàng xóm đến dụ dỗ ăn nằm, ba lần tìm đến ông đều ba lượt từ khước rồi tìm chỗ trọ khác. Chủ chỗ trọ ban đêm nằm mộng thấy thần bảo ngày mai có bậc tu sĩ đến, chính là người sẽ đỗ đầu. Do người ấy lập chí đoan chánh, có thể không loạn dâm cùng đứa con gái dâm bồn, thượng đế đặc biệt cho đỗ đầu. Chủ chỗ trọ kể chuyện nằm mộng với ông Đào càng thêm gắng sức. Sau đó ông Đào đỗ Bảo Nhãn làm quan tới trước Đại Tông Bá. Cha ông thời bàng Mỹ là nhà tướng tại Trịnh Châu, tuổi đã 60 mà không có con. Một lần áp tải quân lương tới Thành Đô, vợ bảo hãy mua thiếp đem về. Ông tìm được một cô gái rất đẹp, ngó thấy cô ta dùng vải trắng buộc tóc, hỏi han cô ta khóc đáp: cha thiếp vốn là người xứ Đô Hạ, làm lính hầu cho phó quan của châu này, bị chết, đưa quan tài đến đây thì không đủ tiền để trở về, mẹ phải đem bán thiếp để lo tang ma.
Cha ông bàng mĩ thương xót đem tiền giúp đỡ bà mẹ trả lại con gái, còn lo liệu thỏa đáng cho họ trở về. Khi trở về nhà, ông kể chuyện này với vợ. Bà vợ bảo giúp người ta trong cơn nguy cấp, đức hạnh rất lớn. Chuyện nạp thiếp tôi sẽ lo liệu cho ông. Không lâu sau bà vợ hoài thai, một đêm mộng thấy một người sắc vàng tía ngồi đoan nghiêm giữa nhà. Sáng ra bèn sanh bang Mỹ. Bang Mỹ đỗ đầu kỳ thi hội, làm quan tới chức lại bộ thượng thư. Đời mình cha của Triệu Bình Trung. Bình Trung là trạng nguyên năm Mậu Tuất 1598, trong niên hiệu Vạn Lịch làm ấp Duyện. Có người do thừa kế chức tước của cha mà làm chỉ huy sứ bị tù oan. Ông Triệu dốc sức giúp đỡ mới được thả. Chỉ huy sứ cảm kích hổ thẹn vì không thể đền ơn, bèn dâng con gái làm hầu non cho ông. Ông Triệu xua tay bảo đó là con gái nhà đàng hoàng không thể được. Người ấy cứ nải ép lại xua tay không được, rốt cuộc chẳng thuận theo. Về sau con ông Triệu Bình Trung ngồi xe công, trên đường có người bám vào kiệu của ông nói đây là vị trạng nguyên nhà ông không được phép. Nói mấy lượt như thế, khi thi đậu, Bình Trung quay về kể chuyện cùng cha. Ông bố thở dài nói đó là chuyện 20 năm trước ta chưa hề kể với ai, thế mà thần minh lại nói với con. Ông Lữ cùng làm gia sư tại nhà nọ, ban đêm thường đọc sách. Có quá phụ trẻ tuổi ở gần nhà bỗng nương theo ánh trăng tìm tới gạ gẫm, ông nghiêm khắc cự tuyệt. Hôm sau cô ta lại sai thị tỳ cầm sang biếu hai con cá bằng ngọc, ông đập nát ngọc, đứa tớ gái hổ thẹn lui về. Về sau ông làm tới chức cung bảo chưa hề kể với ai chuyện này, bỗng nhiên trong khi dạy học có nhắc tới, chọn chẳng tiết lộ danh tánh của người ấy. Đời Tống, ông Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu, một đêm bị dẫn vào cõi âm, viên quan trong cõi âm hỏi, ở Nghi Châu có một chuyện tốt đẹp, ông có biết hay không? Sai nha, đại đem sổ cho xem. Thì ra có thầy thuốc tên là Niếp Tùng Trí, vào ngày tháng năm đó đến chữa bệnh tại một nhà nọ ở Hoa Đình. Vợ người bệnh ấy muốn gian díu với ông, Tùng Trí tận lực cự tuyệt. Thượng đế xác truyền Tùng Trí được tăng thọ hai kỳ, con cháu hai đời đều đỗ đạt. Tĩnh Quốc quay về kể với Tùng Trí. Tùng Trí đáp, tôi chưa hề kể chuyện này với vợ con, không ngờ đã được ghi chép trong sổ sách cõi âm. Về sau quả nhiên Tùng Trí sống thọ, còn lẫn cháu đều đỗ đạt. Đời mình Mao Lộc Môn vào độ tuổi nhược quan, 20 tuổi, sang dư diêu học. Ở trọ nhà họ Tiền, ngay trước cửa miếu thờ Thành Hoàng, có đứa tớ gái xinh đẹp hâm mộ phong thái của chàng Mao. Một đêm mò tới thư phòng, giả vờ gọi kiếm mèo. Lộc Môn bảo vì sao cô một mình tới đây gọi kiếm mèo. Đứa tớ gái cười đáp, tôi chẳng phải là gọi tiểu miêu mèo con mà là thích đại mao. Lộc Môn nghiêm mặt đáp, cha sai ta đi xa cầu học, nếu vô lễ xâm phạm cô, ngày sau làm sao nhìn cha được, lại còn có mặt mũi nào nhìn gặp chủ nhân của cô. Đứa tớ gái hổ thẹn nôi ra. Về sau Lộc Môn thì đỗ vào khoa Mậu Tuất 1538, trong niên hiệu Gia Tĩnh, làm quan tới chức phó sứ, thọ 90 tuổi. Viên Nhàn lại họ Cố ở Bắc Tân Quan Hàng Châu, vâng lệnh quan sang Giang Nam lo việc. Ban đêm ông dừng thuyền bên bờ sông tại Tô Châu, thấy một thiếu phụ toan trầm mình, bèn ngăn lại hỏi han. Cô ta đáp, chồng thiếp do thiếu quan lương mà bị bắt giam, tánh mạng sẽ mất trong sớm tối, không nỡ lòng thấy chồng chết trước cho nên tự tận. Ông Cố mở túi tiền biếu cô 50 lạng bạc. Cô ta cảm tạ rời đi. Khi trở về, thuyền lại đi qua chỗ ấy. Ông đến quán rượu ngồi, khéo sao đối diện cửa quán chính là nhà của thiếu phụ ấy. Vợ kể chuyện ấy với chồng, mời ông về nhà bày rượu tiếp đãi. Chồng bảo vợ cái ân cứu mạng do nghèo nàn chẳng báo đáp được, nàng hãy ngủ với ông ta để đền đáp. Do vậy họ giữ ông Cố ngủ lại. Nửa đêm người vợ đến chỗ ông Cố ngủ toàn ân ái. Ông Cố dứt khoát cự tuyệt, khoác áo trốn về thuyền. Khi ấy trong thành Hàng Châu bị hỏa hoạn, cháy rụi mấy chục nhà. Mọi người thấy trong ánh lửa có vị thần mặc giáp vàng, tay vùng vẩy lá cờ đỏ vòng quanh một ngôi nhà. Lửa cháy tới đó bèn dồn ngược lại. Khi lửa tắt nhìn xem thì ra là nhà ông Cố. Mọi người đều cho là vì âm đức mà ra. Đời Minh Văn Nghị Công La Luân đi thi hội, thuyền đi qua Tô Châu. Đêm nằm mộng, La Luân thấy Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yêm đến thăm bảo, trạng nguyên năm sau thuộc về tay ngươi. Ông Luân khiêm tốn tử tạ chẳng dám nhận. Ông Phạm bảo, chuyện ở lầu nọ vào năm nọ quả thật đã gây tiếng vang rất lớn, dùng chuyện này để báo đền ngươi vậy. Do đó La Luân
Nhớ năm xưa đã từng cự tuyệt kẻ nữ dâm buôn ở lầu ấy, giấc mộng đúng là chẳng hư vọng, đến khi thi đình quả nhiên đậu hạng nhất. Đời mình Mạc Văn Thông ở Vân Giang chuộng làm lành, sống cách quận thành 2 dặm. Nhà ông ta nhiều đời theo nghề nông, một hôm cầm 20 lạng bạc vào hương trấn mua thóc giống, đậu thuyền ở Hoàng Phố, thấy có 2 người trói một cô gái muốn dìm xuống bến sông. Ông Mạc hỏi thăm, họ đáp: "Đây là con gái của chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi xét thấy cô này tư tình với kẻ khác nên sai đem dìm xuống dòng nước chảy xiết." Ông Mạc nói: "Cô gái nhỏ này thì biết gì chớ, lại chẳng chính mắt thấy chuyện đó, không chừng là chuyện chẳng thật. Mong hãy thả đi, xin đền 20 lạng." Cô gái được cứu thoát dập đầu trước ông Mạc, xin theo hầu hạ chiếu chăn. Ông Mạc bảo: "Há có phải vì ta yêu mến dung mạo của cô, mà là đặc biệt thương xót cô trẻ tuổi bị chết mờ ám đó thôi. Nay trời đã tối mịt, mà thuyền ta nhỏ hẹp khó dung. Cô hãy mau lên bờ, đi đến chỗ có ánh đèn là được rồi. Đêm ấy trở về nhà, mộng thấy thần bảo: ông cứu mạng người khác, ông đức sâu nặng. Trời báo đáp cho ông có con cháu hiền hòa. Về sau con ông là Thắng do đậu khoa thi Minh Kinh được làm quan, cháu là Hạo đỗ thứ 2 trong kỳ thi Hương. Còn Hạo tên là Ngu cũng đậu cử nhân. Con của Ngu là Như Trung cũng đỗ thứ 2 trong kỳ thi Hương, đậu tiến sĩ vào năm Mậu Tuất 1538, trong niên hiệu Gia Tĩnh, làm quan tới chức Phương Bá. Cô gái ấy bỏ trốn được một văn sĩ đâu nhận, sanh 6 đứa con trai, một đứa trong số ấy bằng tuổi với Ngu. Hà Tam Úy viết bộ Thiện Nhân Truyện đã chép chuyện này. Tường Xanh họ Liễu nhập học tại đất Hàng, do sang thăm người thân mắc mưa, tìm chỗ ngủ tạm tại một vườn hoang. Trước đó đã có một thiếu phụ đột mưa tại đấy. Liễu sinh suốt đêm không có ý lạ gì khác, ngồi ngay ngắn dưới mái thềm bên ngoài. Đến sáng bèn bỏ đi. Người đàn bà ấy chính là vợ của Tường Xanh họ Vương. Cô ta cảm phục đức hạnh của Liễu sinh, bèn kể chuyện với chồng. Ông chồng đâm ra nghi ngờ, về sau Liễu sinh đi thi hương, bài văn của chàng đã bị loại. Trong khoảnh khắc bỗng lại thấy đặt trên bàn. Quan giám khảo kinh dị, đọc kỹ bài văn ấy, chẳng thấy có ý hay nào, lại loại bỏ. Về sau, sắp đem các quyển bài thi đạt điểm chính lên chủ khảo, lại thấy quyển bài thi của Liễu Sinh ở trong số ấy. Do vậy nghĩ tên học trò này ắt có âm đức, bèn cùng trình lên, rốt cuộc Liễu Sinh đậu hạng 71, khéo sao bài thi của Vương Sinh được xếp cùng phòng với Liễu Sinh. Kỳ Tấn Yết, thí sinh đến chiều bái quan giám khảo sau khi thi đậu, Vương Sinh có mặt, vị chủ khảo của phòng ấy kể rõ nguyên do chọn lựa Liễu Sinh, nhân đấy cật vấn. Liễu Sinh nghĩ không còn chuyện nào khác, bèn thưa lại chuyện đụt mưa. Vương Sinh cảm thán, đón vợ về sum họp, lại đem em gái gả cho Liễu Sinh Tục Huyền. Đời mình Cố Tá làm trâu lại tại Thái Thương, biết nỗi oan của người bán bánh họ Giang, bèn bẩm lên quan. Được thả ra, ông Giang dẫn con gái tới nhà ông Tá thưa: "Không có gì để đền đáp, xin hãy nhận đứa con gái này làm thiếp." Ông Tá nhất quyết từ chối. Về sau nhiệm kỳ nha lại đã hết, ông Tá làm việc tại nha môn thị lang. Một hôm ông tới nhà riêng của quan thị lang, phu nhân của quan thị lang trông thấy ông Tá bèn nói: "Ông chẳng phải là Cố Đề Khống ở Thái Thương ư, có biết tôi hay không?" Ông Tá ngạc nhiên, phu nhân nói: "Tôi là con gái người bán bánh, về sau được bán cho một thương nhân nuôi tôi như con gái. Tôi được gả làm vợ lẽ cho tướng công, sau đấy trở thành chánh thất vợ cả. Thời hạn không có cách nào để báo đền ơn đức, tôi sẽ nói với tướng công chuyện này." Quan thị lang sau khi đã biết rõ chuyện này, tâu lên hoàng đế. Vua Hiếu Tông nhà Minh hết sức khen ngợi, thăng cấp cho Cố Tá làm chức lại bộ chủ sự. Vào năm Kỷ Hợi 1659, niên hiệu Thuận Trị nhà Thanh, Từ Lập Trai ở Côn Sơn là người đỗ đầu khoa thi đình. Vừa mới thì đỗ không lâu, có người đến van vái tại miếu Thành Hoàng, do đó bèn ngủ lại miếu. Nửa đêm thấy thần oai nghiêm thăng tòa, gọi người ấy bảo: "Người có biết do duyên khiến ông Từ đỗ trạng nguyên hay không? Họ Từ nhiều đời chẳng dâm, tích lũy đức hạnh đã lâu, cảm động lòng trời. Này đỗ trạng nguyên mới chỉ là khởi đầu cho những sự báo ứng tốt lành về sau. Công danh tuy kiến nhiệm, quả báo sáng vàng vọt, ta nói cho ngươi biết tường tận, hòng khiến cho những kẻ mê mờ đối với chuyện đứng đầu trong muôn điều ác, tức tà dâm, đều giác ngộ." Thành Hoàng nói xong, thuộc hạ thét dẹp đường rời đi, người ấy kính cẩn ghi lại để truyền bá rộng rãi. Về sau em trai ông Từ là Kiện Am thì đậu trong khoa thi năm Canh Tuất, người em là Ngạn
Người em kế là Ngạn Hòa thi đỗ trong khoa thi năm Quý Sửu. Ba anh em ruột đều đỗ trạng nguyên, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt. Đời Minh ở huyện Tiền Đường, ông Lục Tà Thắc là người hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, học rộng nghe nhiều, những hạnh tốt đẹp không thể kể xiết, nhưng âm đức của ông ta người khác càng khó biết tới. Ông đã từng trọ tại một căn nhà riêng của người bạn, tối đến có một phụ nữ xinh đẹp bén nút tìm tới giở trò quyến rũ. Ông Thắc nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng chấp nhận, cô ta xấu hổ lui ra. Hôm sau ông bèn mượn cớ rời đi, không ai biết chuyện. Đức hạnh phẩm đức của ông Thắc tuy chưa tỏ lộ rõ rệt, nhưng con cháu ông ta đều rất được tuyển làm hiếu liêm hay đỗ các kỳ thi minh kinh mà vang danh khắp làng nước. Chắc là tông giai đậu giải nguyên trong khoa thi hương, kế đó đỗ khoa thi hội, con cháu đều rạng rỡ thi đậu hạng cao chưa hề gián đoạn. Quan thị ngự Ngô Thành Đàn ở Thạch Môn là học trò của ông Thắc, từng nghe kể chuyện này bèn chép lại. Hiện thời chuyện này được chép trong bộ Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết. Vương Cú ở Kim Đàn đã soạn bài ký.